Khuya hôm qua, một chiếc xe máy đã bị bể nát khi tông trực diện vào đuôi một xe container đang đậu bên đường để vá vỏ. Người điều khiển xe máy đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Nạn nhân là anh Trần Văn Tuấn, 42 tuổi, ngụ quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ tai nạn xảy ra gần nút giao thông cầu vượt ngã tư Vũng Tàu, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.